Sao không thấy băng nhóm Nguyễn Quang A đòi công lý cho các bị cáo ở Phan Rí? Sáng ngày 23 tháng 7 năm 2018, Tòa án Nhân dân huyện Tuy Phong, Bình Thuận đã đưa ra xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng tại khu vực xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong vào ngày 10 tháng 6 năm 2018. 10 bị cáo bị xét xử đều ngụ tại tỉnh Bình Thuận và đã có hành vi gây rối trật tự công cộng vào ngày 10 tháng 6 tại xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong. Theo cáo trạng của Viện Kiểm soát Nhân dân huyện Tuy Phong, xác định 10 đối tượng trên đã tham gia la lối, kích động trong đám đông người, chặn các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1, gây ách tắc giao thông trong gần 15 giờ. Những đối tượng này còn có hành vi sử dụng gạch đá, gậy tấn công lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ, đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 1, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân nơi công cộng, sử dụng hung khí nguy hiểm, ném đá lực lượng công an, cảnh sát cơ động, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và nhiệm vụ của người can thiệp bảo vệ trật tự an toàn công cộng. Các bị cáo này đều lĩnh án từ 2 đến 3 năm tù, trong đó có bị cáo Nguyễn Minh Kha, một con nghiện nặng vừa mới là mục tiêu của truyền thông, tranh thủ gia đình, ca tụng như anh hùng của phong trào dân chủ. Khác với mọi phiên tòa khác, lần này Tiệt không thấy băng đảng của Nguyễn Quang A lên tiếng bảo vệ cho các bị cáo này, như họ đã la lối om sòm bằng đủ mọi loại hình thức, tuyên bố, trả lời phỏng vấn, kiến nghị trên mạng xã hội ngay sau khi cuộc bạo loạn ở Phan Rí xảy ra. Thậm chí một số anh chị từng ca tụng đưa tin bảo vệ Nguyễn Minh Kha, gửi không ít tiền hỗ trợ gia đình Kha yên tâm đòi công lý, giờ quay sang chửi rủa, thóa mạ khi Kha chọn phương án tự thú, thành khẩn khai báo để xin khoan hồng giảm án. Còn nhớ khi mới xảy ra cuộc bạo loạn ở Bình Thuận, băng đảng Nguyễn Quang A đã vội vàng ra ngay tuyên bố đòi xử lý những người trấn áp bằng bạo lực, người biểu tình ôn hòa trước khi xử lý người biểu tình có hành vi bạo động. Đòi Quốc hội khẩn cấp lập một đoàn thanh tra cấp quốc gia về Bình Thuận. Đoàn thanh tra phải có một nửa số thành viên là các nhân sĩ trí thức độc lập có uy tín trong xã hội. Trước đó, ông này cùng đám đệ tử Voi tung ra hàng loạt nhận định kiểu chính quyền phải đối thoại với dân và không để dân đến tình trạng quá khích, hoặc chính an ninh đã trà trộn vào đám đông và kích động để nhà cầm quyền lấy cớ đàn áp, kêu gọi người dân tỉnh táo với phương án A2 của chính quyền. Vài ngày sau đó, băng đảng Nguyễn Quang A ra tuyên bố và lấy chữ ký cộng đồng mạng đòi phải chấm dứt ngay việc vu khống dân, phải chấm dứt ngay việc bắt bớ đánh đập dân, phải trả tự do cho những người tham gia biểu tình đang bị giam giữ trong nhà tù, trại giam và những nơi tạm giữ khác, phải ban hành luật biểu tình để tạo điều kiện pháp lý cho dân được thực thi công khai, minh bạch quyền công dân đã được ghi vào hiến pháp năm 2013. Giờ đây, phiên tòa mở đầu trong quá trình điều tra hậu quả bạo loạn, tấn công hàng chục cán bộ công an bị thương tích, phá hoại tài sản công, tấn công trụ sở chính quyền ở Bình Thuận đã, đang và sẽ còn diễn ra, thì băng đảng này cũng im thiên thít, không ngo ngoe đặt vấn đề kiểu công an trà trộn, giả danh người biểu tình để tự tấn công mình nữa, rằng biểu tình là ôn hòa, bạo động do công an đàn áp, khi các lời khai, lời thú tội và thân nhân của các bị cáo đã bị đánh đập thẳng vào các luận điệu vu cáo bịa đặt của họ. Được biết, ông Nguyễn Quang A mới có chuyến đi công cán với đại dàn cốt cán của Voi ở Thái Lan về. Ở đó, ông ta bàn bạc đủ chiến lược với dàn lâu la của chính hội để tiếp tục sách lược nuôi dưỡng biểu tình và chống cộng hậu biểu tình bạo loạn. Kết quả khiến khi nhập cảnh, ông ta bị cơ quan an ninh câu lưu ở sân bay điều tra về việc này. Lưới trời lồng lộng, chắc chắn công an sẽ không dễ bỏ qua đâu.